Ủa, anh mới hết bệnh mà sao đi làm nặng dữ vậy? Con đừng lo, con trai là vậy đó con ơi. Hễ cắt con á là đứng dậy đi làm ào ào à. Ông già nó hồi đó cũng vậy á. Không sao đâu, con đừng có lo. Bệnh vậy mà phải cử nước chứ. Cái cử nước sao bơi qua rạch bắt cô bắt ốc được. Mấy bữa em đi Sài Gòn á, ở nhà có chuyện gì hả? Cái em biết cái đẹp không? Đẹp con của bà Đào á. Biết. Ngày xưa học cùng một lớp với em mà. Rồi bỏ học cùng một lượt. Ủa, mà đẹp nó tới đây hả? Đẹp tội lắm. Nghỉ học để giúp mẹ làm việc nhà. Đẹp tới đây nhờ anh dạy chăn nuôi. Nhưng mà đẹp tội lắm. Đẹp không có tiền mua nghe. Anh cho đẹp mượn tiền hả? Không. Anh đâu có tiền đâu. Anh cho đẹp mượn con hé. Trời ơi, con nghé lứa đang nuôi á hả? Cái đúng rồi. Mà cho con đẹp cái con lớn á. Giờ con nghé sao rồi? Tội cho đẹp quá. Con nghé nó bị xảy chuột đi mất tiêu rồi. Sao anh không tìm nghé cho đẹp? Anh cũng có tìm chứ. Mà kiếm quá trời luôn nè. Dạng nắng quá bệnh luôn nè. Rồi anh có định cho đẹp mượn tiếp nữa không? Tội cho đẹp quá. Nhưng cái con mắt có ngọt sao đỏ quá. Con gì ba vô mắt ngọt hả? Để anh. Thôi, được rồi. Thôi, để em lên rẫy đã. Cái rẫy có chuyện gì vậy? Em lên trên rẫy, con Thơm nó bị bệnh. Tội nghiệp cho ngọt quá. Nhưng tôi không có rành về Thơm. Thôi, không sao đâu. Anh nhớ ở nhà, đừng có dãy nắng dầm mưa là được rồi. Em đi nha. Ngọt. Anh Quý. Hả? Anh Quý vô đây chơi. Vô đây anh Quý. Anh Quý ngồi đây chơi. Sao? Chuyện gì vậy đẹp? Anh Quý, sao lâu quá em không thấy anh Quý ghé nhà em chơi gì vậy? Tại anh bận công chuyện nhà mà. Dạo này ai cũng bận hết trơn á. Sắp tới đám giỗ ba em rồi. Nhà em thì neo đơn. Có mỗi bộ lư đồng trên bàn thờ mà em cũng không biết đánh sao cho nó sáng nữa. Để Quý đánh cho. Anh Quý cũng biết đánh lư đồng nữa hả? Cái đó dễ ẹc à. Vậy em vô em lấy để anh Quý đánh cho sáng lên nha. Để Quý lấy cho. Thank you.
quý. Mồ hôi quá trời kìa, để em chùi cho nha. Để anh. Nè, anh Quý uống nước đi. Cảm ơn. Mày ăn chưa? Mẹ có sao không? Mẹ không có sao hết á. Con trâu nó xúc dây, nó qua ăn mấy luống rau lan bên nhà bác Hai á, ông Đường cột ở bển á. Con đi qua bển á, xin dắt về. Nhớ bác biểu gì á thì nghe nấy, đừng có cãi lại nghe không? Dạ con biết rồi. Để con qua con trồng lại cái rau lan cho bác Hai, rồi con xin bác Hai dắt trâu về. Ừ, biết thì đi đi. Dạ. Mẹ có sao không? Không sao. Thôi mẹ vô nhà nghỉ đi, ở đây gió độc lắm. Đi. Chào chị Bảy đi con. Dạ em chào chị Bảy. Ừ. Trời đất, kêu bằng gì chứ sao chị? Nè má, chị Bảy con biết mà, chị còn trẻ mà má. Chị Bảy còn trẻ mà. Cứ để em nó kêu bằng chị cho thân mật. Em càng lớn càng xinh đẹp ra, có ai chưa? Ai mà thèm trước em hả chị? Vậy để chị giới thiệu cho một thằng Đài Loan, đẹp trai nhưng mà kén lắm. Đi coi mắt mấy lần rồi, nhưng mà đứa nào nó cũng đều chê. Dạ, em không muốn bán thân nuôi miệng đâu chị ơi. Em nói gì lạ vậy? Chị là mai tìm chồng cho em mà. Trời ơi chị, chồng con cái gì mà cha mẹ nó mình không biết, anh chị em nó mình không biết, nhà cửa nó mình cũng không biết, mà ngay cả dòng họ nó nha, mình cũng không biết ai luôn. Trời ơi, mà chưa nói tới chuyện á, mình nói nó không hiểu, mà nó nói mình không nghe. Trời ơi, cưới về ngày cho ăn ba bữa, làm việc thì luôn tay luôn, chưa nói tối phải phục vụ nó từ chạng vạng cho tới rạng đông luôn. Mà cái chuyện bán thân nuôi miệng này xưa rồi chị ơi, 100 năm nay rồi. Ờ mà không, 200 năm rồi đó. 500 năm nay, 1200 năm nay rồi đó chị. Còn bây giờ? Bây giờ nuôi miệng thì dễ rồi, việc gì phải bán thân. Đi làm ô xin á, đủ nuôi miệng luôn nha. Cái đó là ở dưới quê thôi, đi lên thành phố á, dư tiền nuôi cha già mẹ yếu luôn đó chị. Chắc gì còn ai bây giờ mà bán thân. Trời, còn chứ sao không còn hả chị. Mà mấy người đó bán thân chủ yếu là lên xe xuống cộ, lầu son gác tía, đi du lịch đó đây, kẻ chiều người chuộng, chứ có phải nuôi miệng gì đâu chị ơi. Thôi, đi Bảy ơi, đi thôi trễ giờ. Đúng là con nhà Tông. Mày nói gì vậy? Con nhà Tông? Tao mà khù khờ như nó đó hả, là chẳng những chết mất xác á, mà giờ ở trong trại cải tạo á, làm gì có cái sạp đấy mà muốn bán. Thôi, đi. Ờ, đi. Đi. Đẹp. Cái,
cái làm gì mà mù quá hết đẹp à? Anh giỡn chơi thôi mà sao khóc dữ vậy? Anh Quý ơi, em sợ lắm. Em sợ gì? Ngày kia sao? Ngày kia là có thằng Đài Loan nó xuống coi mắt em. Đẹp muốn lấy chồng Đài Loan hả? Em có muốn đâu. Không muốn sao lại khóc? Không muốn khóc, đúng rồi, mà không muốn sao lại lấy? Bà bảy mối á, bà cho mẹ mượn tiền á, giờ mẹ thiếu tiền bà nên mẹ mới bán em trả nợ. Cái mà nợ bao nhiêu? Mà anh Quý hỏi chi vậy? Thì nợ bao nhiêu? 5 triệu lận á. Năm triệu. 5 triệu là đầu tư ở đây thôi, bây giờ lãi mẹ đẻ lãi con lên 6 triệu luôn. 6 triệu? Nói bà bảy đi, không có đưa thằng Đài Loan, thằng Đài Đỏ, thằng gì xuống hết á. Cái để đi quý trả cho. Anh Quý ơi, em sợ lắm anh Quý. Quý hứa là làm à? Là làm trai là phải nên trai. Anh đây nhất định trả tiền dai cho này. Cười mới đẹp. Yên tâm đi. Anh về lấy tiền qua đưa đẹp liền. Nhớ nha anh Quý. Nhớ giúp em. Để đẹp đợi nha. Chiều chơi. Bác không có nhà hả? Mẹ anh lên thay nắm rồi. Thảo uống nước. Rồi anh bán con trâu đó để lo thuốc cho bác hả? Không phải, tiền mà để dành mua thuốc cho mẹ còn nhiều mà. Vậy anh bán trâu làm chi? Cứu ai? Cứu cái đẹp á. Đẹp. Cái bà Đào mẹ của đẹp á, vay tiền của bà bảy mối, giờ phải bán đẹp qua Đài Loan. Bao nhiêu? Năm triệu một tháng. Cái mà một tháng nữa là 6 triệu. Cái hai tháng lên 7 triệu. Ba lên 8 triệu phải không? Cái đúng rồi. Rồi bác cái có biết chưa? Mẹ không biết. Mà có biết cũng không sao.
cái mấy hôm trước có cho đẹp mượn con nghé để nuôi. Cái mà con nghé đi nó hỏng chuồng đi đâu mất tiêu. Tội nghiệp cho đẹp quá. Nhưng tôi không thể cho để đẹp mượn tiếp. Sợ gì vậy? Sợ mẹ biết. Vậy ai kể cho anh nghe mấy chuyện đó? Thì chính đẹp kể. Rồi anh cũng tin lời đẹp kể luôn hả? Tin quá đi chứ. Có ai mà không có mà nó có không? Em hỏi thiệt chứ, anh có coi em là bạn tốt không? Có. Không những là bạn mà Thảo còn là thần tượng của anh. Thảo học giỏi nè, xinh đẹp. Biết lo lắng cho bà con. Người dân ở đây này, ai cũng quý mến Thảo hết. Em nghe nói á, hồi đó anh Quý học giỏi lắm. Sao tự nhiên đang học ngon lành á, anh lại bỏ ngang vậy? Tại chết cha. Mẹ của anh thì bị bệnh. Cái con đường học vấn của anh dài quá. Đến lúc thành đạt, biết mẹ còn sống không? Nên anh nghỉ học, làm hết mọi thứ cho mẹ nghỉ ngơi. Rồi lúc anh nghỉ học á, bác gái có hỏi gì không? Có cái mà mẹ hỏi tại sao nghỉ học. Anh nói là học không nổi. Anh học giỏi, làm cũng giỏi, nhưng mà trong cuộc sống á, anh thiếu sự tinh tế, thiếu óc nhận xét. Tức là sao? Ý em muốn nói đến cái đẹp hả? Thì đúng rồi. Đẹp á, đẹp chỉ muốn lợi dụng anh mà thôi, chứ đẹp không có thương yêu gì anh đâu. Không phải đâu. Cái một người con gái đẹp biết mình đẹp, càng chảnh với sắc đẹp của mình vậy. Không bao giờ yêu một cái thằng mình vừa nghèo vừa xấu nè, vừa có tặc giống anh nè. Biết vậy sao anh không chọn một đối tượng tốt và tương xứng với mình, như là Ngọt chẳng hạn? Không được. Mẹ thương Ngọt như con cái trong nhà vậy đó. Còn anh coi Ngọt như em của mình. Đừng có nghĩ bậy bạ, mẹ đánh chết á. Vậy thôi em về nha. Để anh đưa em về. Thôi khỏi, em tự về được rồi. Vậy nha. Đẹp. Em đi đâu vậy? Dạ anh Quý ơi, giờ em phải đi ra chợ kiếm bà Bảy để năn nỉ bà, còn không á là ngày kia em phải đi qua Đài Loan. Khỏi qua kiếm bà năn nỉ gì hết á. Anh hứa giúp đẹp rồi mà. Em tin anh, nhưng mà em còn lo lắm. Khỏi năng nỉ bà. Anh đem tiền qua đây nè. Em cảm ơn anh Quý nha. Trời, anh Quý đã cứu nguy cả cuộc đời em luôn á. Anh làm gì vậy? Cái anh lấy ra cho đẹp điếm coi đủ không à. Em tin anh mà, khỏi đếm. Cảm ơn anh nha, anh cứu cả cuộc đời em luôn đó. Có gì đâu. Bây giờ em phải đi ra ngoài chợ đưa tiền cho má, để má trả cho dì Bảy. Cái giúp đẹp là quý vui rồi. Dạ. Anh phải về nhà lo công chuyện liền. Dạ. Đi nha. Cảm ơn anh nha anh Quý. Không gì. Dạ. Trời nắng nóng vậy đi đâu vậy con? Vô ở nhà giùm tôi một cái đi. Đi vô. Cái
gì vậy má? Gian nắng vài bữa rồi đen thui thù lùi, sao gả chồng được? Trời ơi, má nhà quê quá. Mốt bây giờ là da ngăm đen, trắng là ở dưới quê đó má ơi. Đó là chuyện bên Mỹ bên Tây. Còn ở Đài Loan á, người ta chuộng da trắng nè, môi hồng. Má nói cái gì mà có Đài Loan trong đó nữa vậy? Thay đồ, ở nhà, ăn ngủ cho trắng da dài tóc. Tới ngày mốt á, để cho bà Bảy á, bà dẫn thằng Đài Loan á, xuống coi mắt. Bá có lên cơn sốt gì không vậy? Nói mê nói sảng gì vậy? Mày giả điên hay mày muốn quậy? Bà bán còn nhiều. Bán cái gì mà bán? Má mượn 10 triệu. Bà lấy của con mụ Bảy bao nhiêu tiền? Má mượn 10 triệu. Má trả 5 triệu. Còn 5 triệu á, tính kỳ này hốt hụi giải quyết hết cho rồi. Ai ngờ con mụ Lý Sự nó giật hụi nó trốn. Má ơi là má, má thường nói là con mụ Lý Sự đó hả, trước sau gì cũng giật hụi, sao má còn dính với bả chi nữa vậy? Thì tới cái vận đen nó xui khiến, ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Đây nè, đem đi trả cho mụ Bảy đi. Mà tôi nói rồi đó nha, tôi không có lấy chồng Đài Loan đại hàng gì đâu nghe chưa. Bà mà còn nhận tiền của người ta nữa, bà tự đi lấy luôn đi á. Thì má cũng đâu có muốn, tại cái vận đen mà. Tiền á thì để mụ lấy, nhưng mà chồng Đài Loan á con phải lấy nghe không con? Trời, bà nói gì vậy? Bà trả tiền này cho tôi, trả tiền này cho tôi. Cái con này, mày muốn chết hả? Năm triệu bạc đối với tao chẳng là cái gì hết, nhưng mà đối với mày á, nó là một bài học lớn. Trước khi làm việc gì á, cũng phải nhận xét cho chính xác sự việc. Hoàn cảnh, con mồi rồi mới quyết định ra tay. Mụ Đào chuyên đưa tiền góp ngoài chợ, mà một người chuyên đưa tiền góp ngoài chợ thì bao giờ dám bốc nóng đâu. Hậu quá biết cái sự nghiệt ngã, dính vào nó, lây quay với nó, suốt đời ở trong vòng tay của nó. Còn chơi hụi á hả? Ai mà thèm kiếm tiền cái kiểu cỏn con nó cho bị giật. Má mới diễn con chút à, thì con đã dính cháu rồi. Gì đâu, một phần á con còn non, một phần á mới kiếm được vài triệu quá dễ nữa. Đúng rồi, tiền kiếm dễ quá à. Thành thử ra xài phung phí, ra giang hồ á mà thắng đậm, xài phung phí á là banh xác đó nghe con. Bà dám rình tôi phải không? Việc gì mà phải rình? Mày làm chuyện gì qua mắt ai chứ đâu qua mắt được má đâu. Mày nghĩ cái thằng ngố đó nó giàu lắm hả con? Nghèo kiết xác luôn á. Vậy á sao mày còn lấy tiền của nó? Thì nó có bày trâu. Nghe á thì mày xơi rồi, còn trâu á thì mày phải tham khảo trước khi ra chiêu chứ con. Mày có biết giá con trâu là mấy chục triệu không? Phải nói á như đinh đóng cột, là nợ 20 triệu, không trả nợ đủ á phải làm nô lệ xứ người. Má lấy 5 triệu lấy đủ cái tiền ngu của con thôi, cho con nhớ đời. Còn cái số tiền khôn á, 9 triệu bán con nghe đó, thì má để dành cho con xài. Bà ác lắm. Tôi nói thế nào bà cũng bị quả báo cho biết. Má phải nói á, để cho con mở mắt một chút nữa. Má ác á, đúng. Đưa tiền góp mà, nào là bất nhân, thất đức, vi phú bất nhân. Quả báo á, có thể có, nhãn tiền á thì không. Trăm lần không, ngàn lần không. Bữa nay học đâu ra mấy cái lý sự cùn vậy?
Tao mù chữ mà, tao đâu có được học như mày. Mệt quá đi, nói chuyện nhức hết cả đầu. Suốt ngày lèm bèm cái gì không à? Yếu mà mày đặt ra gió hả con? Ngọt cho Châu ăn hả? Dạ, hồi sáng bác gái đi đâu á, em qua cho Châu ăn, mà hình như thấy thiếu một con hay sao á. Cái má lên thầy năm rồi, cái chắc là má ăn cơm chển. Cái không có thiếu mà, anh bán rồi. Trời ơi, sao anh bán trong mùa này? Thì bán để cứu người. Cứu người, cứu ai? Sao lại cứu? Thì cứu đẹp á. Mẹ để thiếu bao nhiêu? Bảy triệu hai. Ai nói? Thì cái chính nào? Chính xẻo lá hay là chính ngoài chợ? Chính đẹp nói. Trời ơi, chính đẹp nói mà anh cũng tin nữa. Tin quá luôn á. Có ai mà bị chuyện mẹ mình bệnh dễ gạt không? Có sao không có? Cái ai? Ít nhất là một người á. Ai? Thôi để em đi rồi về có chuyện kể cho anh nghe ha. Rồi nè. Đi đâu vô ăn cơm trưa rồi hãy đi. Nghẹn tới cần cổ rồi, ăn gì nổi nữa mà ăn. Nghẹn tới cổ? Bệnh hồi nào vậy? Bệnh từ hồi mất con trâu á. Châu xây chuồng hả? Ăn cơm đi rồi để anh Quý đi tìm cho. Tìm thấy rồi. Thấy rồi mà nghẹn cổ. Bệnh tim rồi đó. Mẹ của Quý cũng bệnh tim hay nghẹn cổ. Uống thuốc mới hết được. Đúng rồi, em bị bệnh tim đó. Nè, ngó. Bộ định hồi nào ta? Ngon không? Định này nè. Đẹp ơi! Đẹp ấy đẹp! Đẹp có nhà không? Đẹp ơi! Ủa, chị Ngọt, ngồi chơi đi chị Ngọt. Uống nước đi chị. Tôi tới đây là tôi muốn nói với Đẹp về chuyện của anh Quý á. Chết cha, anh Quý bị sao hả chị? Không có gì hết á, ảnh cho trâu xuống tắm xong rồi bị cá sấu lôi mất hết một con. Nhưng mà tôi đến không phải vì chuyện đó đâu. Tôi đến đó là... Tôi biết là Đẹp không có yêu thương gì anh Quý hết á. Đẹp chỉ đùa chơi cho vui thôi. Tôi xin Đẹp á, Đẹp tha cho ảnh đi nha. Tha cho ảnh? Chị Ngọt nói gì kỳ vậy? Tôi nói thiệt mà. Đẹp tha cho ảnh đi, anh Quý tội nghiệp lắm á. Hay là chị Ngọt cũng yêu anh Quý, giống như là Đẹp yêu anh Quý gì đó. Nên chị Ngọt ghen phải không? Tôi nói thiệt mà Đẹp cứ giỡn không à, cứ đùa, cứ giỡn anh Quý vậy á. Thôi tôi về. Chết kìa chị Ngọt. Chị Ngọt giận em á hả? Thôi em không dám gặp anh Quý nữa đâu. Chị Ngọt. Cái mà bảo Trăng Châu là khổ, Trăng Châu sướng lắm á. Cái ngồi Trăng Châu ta
mà sợ đuôi ta tao rồi ta mà ông tao tang tang tao anh Quý la làm cái rồi cái lắc. Đẹp cái mà đi đâu à? Em sợ lắm anh Quý ơi. Sợ cái gì mà sợ ai? Chị Ngọt. Chị Ngọt. Chị cấm em không có cho gặp anh Quý nữa. Em mà không nghe lời chị là chị. Chị cào vô mặt em á. Em sợ luôn Quý ơi. Cái dám không? Trời ơi, chị dám chứ sao chị không dám. Chị nói là chị làm á. Em sợ lắm. Thôi em về nha anh Quý. Cái đẹp Ngọt. Tại sao Ngọt? Tại sao Ngọt cấm đẹp? Ai nói sao vậy? Hả? Bực về Ngọt á, nhớ nha. Gì đây? Em muốn cảm ơn anh cái chuyện hôm bữa. Không có anh là tiêu đời em luôn rồi đó. Lên xe. Em không dám ngồi xe anh đâu. Lỡ té thì sao? Thì ôm chặt, đâu có té đâu mà sợ. Má dặn là không được ngồi xe người lạ. Má nên dặn là khi thấy trai đẹp thì bất cứ giá nào cũng phải leo lên chứ. Nhưng mà đường này là lên phố nè, em không dám ngồi đâu. Sao lên phố mà không dám ngồi? Lỡ anh đem bán em ký gửi trong quán bar nào thì chết em luôn á. Ai nỡ bàn tay với người đẹp. Thôi lên xe đi.
Ngọt. Ngọt. Cái ngọt. Cái ngọt. Ngọt ơi. Ngọt. Anh. Cái anh. Anh. Ngọt. 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 Vô đại ca. Vô vô vô. Vô đại ca. Uống mừng đại ca tái xuất giang hồ. Đại ca làm sao bỏ được hai tụi mình chứ? À đại ca, em nghe nói là đại ca sắp lấy vợ hả? Ai nói mày? Dạ, em nghe mấy bà ở ngoài chợ nói á, bà nói là đại ca sắp lấy cô giáo Chi mà trời ơi, hai người đẹp đôi lắm á đại ca. Ủa sao vậy đại ca? Nè, từ nay thằng nào muốn sống thì tao cảm nhắc đến những chuyện này nghe chưa? Dạ. Dạ. Thôi, uống đi. Làm gì tụi bay căng thẳng dữ vậy? Dạ. Dạ. Alo. Ăn tiệc hả? Vậy cũng được. Quyết định gì đi người đẹp. Đại ca. Ghế mới hả đại ca? Không, chơi cho vui. Đẹp không đại ca? Không. Vậy sao đại ca quen? Đâu phải gu của đại ca đâu. Quen cho vui, hết vui thì bỏ. Đào Quang vậy mới là đại ca của mình chứ. Vô, uống mừng đại ca có ghế mới. Vô đại ca. Vô. Thêm cái đôi cua ăn mừng cho đại ca đi. Cái đẹp. Ủa anh Quý có gì không? Tôi muốn qua đây để rủ đẹp tối đi uống nước. Cái gì anh nói lại coi, nói gì mà khó nghe quá vậy? Cái Quý nói tối nay quý mời đẹp uống cà phê. Tối nay hả? Tôi bận rồi. Tối mai cũng được. Mai cũng bận luôn. Tối mốt cũng được. Mốt cũng bận nữa. Vậy tối nào đẹp rảnh cũng được. Nói chung á là tôi không muốn đi uống nước với anh. Anh kiếm người khác đi hả? À, con Ngọt đó, anh rủ là nó đi liền à. Nó thương anh thiệt á. Cái nó nói gì kỳ? Cái gì mà kỳ? Ta nói là không muốn đi với anh nữa mà. Thôi, đi kiếm người khác đi. Nhưng cái gì? Đi về. Đẹp. Chi? Anh Long. Ủa sao nó đây mà người anh nồng nặc mùi rượu vậy? Ừ, sầu đời quá, không nhậu thì biết làm gì giờ em. Làm gì mà anh sầu đời? Vì em, anh nhớ em, anh nhớ muốn điên lên vậy đó. Anh Long à, chuyện của mình thật sự chấm dứt rồi.
Có níu kéo cũng không được gì đâu. Tại sao? Vì em cũng không biết nói làm sao để anh hiểu nữa. Anh không cần hiểu. Anh chỉ cần biết là anh yêu em. Anh sẽ làm tất cả để có em. Tình yêu không thể miễn cưỡng được. Mình không hợp nhau. Có cố gắng cũng không có kết quả gì đâu anh à. Anh sẵn sàng thay đổi vì em mà. Em xin lỗi, nhưng căn bản là suy nghĩ và quan điểm của hai đứa mình không giống nhau. Anh không thể nào bắt em sống giống như ý của anh. Ngược lại anh cũng vậy. Anh không cần biết. Vì tình yêu, anh có thể làm tất cả vì em. Anh muốn có được em. Buông em ra. Anh yêu em chi à? Anh Long à, buông em ra đi. Buông ra. Có sao không em? Lại là mày. Không sao anh. Tránh ra. Đây là chuyện tình yêu của tao, liên quan gì tới mày? Anh hãy bình tĩnh đi. Anh sai rồi. Anh về đi, đừng có làm phiền chị nữa. Làm phiền? Mày là cái thái gì mà mày dám nói tao như vậy? Tôi là bạn trai của Chi. Mày nói cái gì? Bạn trai? Anh, thôi đi. Anh Long, đánh em đi nè. Mày nghe đây, nếu mày là thằng đàn ông thì tối mai ra còn mới gặp tao, giải quyết một lần cho xong. Anh không được đi gặp anh ấy. Không ai biết được, khi điên lên anh ấy có thể làm gì đâu. Anh không có ra đâu. Em yên tâm đi. Thôi mình về đi em.